Alo, alo, hello. Ok, mình sẽ chơi tiếp game The Baby in Yellow. Đi tìm thang máy khác à? Ok. Tôi sẽ đi theo nhiệm vụ đi tìm thang máy khác. Sao không thấy cái thang máy nào ở đây nhỉ? À đây rồi, hình như ở đây có một cái thang máy này. Ô, sao cửa lại vẫn khóa được? Mở cửa đến thang máy. Vâng, chúng ta lại bắt đầu bắt em bé. Chắc là chúng ta sẽ phải chơi nhạc à? Tìm thêm những mảnh ghép khác các bạn nha. Ok, đi tìm thôi. Đây rồi, một mảnh ghép khác đây rồi. Ok, 293. Tìm một mảnh ghép nữa thôi các bạn. Ok, mảnh ghép chúng ta đang làm đâu đây? Đi vòng quanh đây xem ở đâu nào. À, đây rồi. Chúng ta đã có một mảnh ghép hoàn chỉnh. Ok. Bạn em bé thất bại. Ok. Bấm à. Ok, chúng ta sẽ cúi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào một cái hang động. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Và game kinh dị. Ta sẽ đứng lên, ok. Bắt đầu bật đi nào. Ok, chúng ta lấy chìa khóa và mở cửa ra. Rồi, mở cửa. Bấm hoạt động thang máy. Mất điện rồi. Giờ phải đi tìm nguồn điện nào. Điện đông nhỉ. Đây rồi. Có cầu chì à. Kiểm tra hộp cầu chì. Ok, không có điện. Chúng ta phải lấy cầu chì. Đây có cái hộp nào khác không nhỉ?
nữa, khá là căng đấy. Đây rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm, tiếp tục tìm, không biết là ở đâu nhỉ. À đây rồi, ok. Cầu chì đã xong. Ok. Sao em bé nữa? Em bé không. Ok, không cho em bé. Cánh cửa thì đã bị khóa rồi. Khá là khoai các bạn. Xem đây có phải đã mở khóa không nhé. Không biết là có đúng không nhỉ. Ok, là đúng rồi. Thank you.
cho vào nào. Ok, tụi mình đã hoạt động rồi. Cần chìa khóa để hoạt động lại. Ok, giờ chúng ta sẽ đi ra thang máy các bạn nhé. Ok, thang máy hoạt động trở lại rồi. Kết thúc video. Ok. Xin chào các bạn nhé.